và Phương Thảo xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúc cho tình bạn luôn luôn gắn kết tình keo sơn trong cuộc sống. Và chúc cho các bạn luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong công việc. Và kính thưa tất cả quý vị, tạm chia tay với rất là nhiều món quà đến từ gia đình Hà Nội. Và những món quà đến từ những người bạn thân thì chúng ta sẽ dành lại thời gian cho gia đình họ ngoại. Xin được trân trọng kính mời những món quà của gia đình họ ngoại trở về dành tặng cho chú rể cô dâu. Đó là món quà cầu đông em Quý, em Ngọc, Duy Tùng, em Phong và Mự Luyện. Xin được trân trọng kính mời. Nên chúng tôi gửi một lời mời chung là những tình cảm và tấm lòng của gia đình họ ngoại sẽ cứ tự nhiên trở về dành tặng và chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Vâng, và một lần nữa xin được thay lời cho đôi bạn trẻ Tuấn Vũ và Phương Thảo xin ghi nhận những tình cảm yêu thương đến từ gia đình họ nội và những tình cảm yêu thương đến từ gia đình họ nhà gái đã trở về thế cấu để trao tặng cho chú rể và cô dâu những món quà thiêng liêng vô giá nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ quay trở lại với chương trình âm nhạc và chúng tôi sẽ truyền tải những tình cảm nữa thay cho lời chúc phúc cho chú rể cô dâu. Xin mời tất cả chúng ta cùng đến với ca khúc có tên gọi Chuyện Tình Nhà Thơ.
xin cảm ơn quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi là một món quà rất là trẻ trung qua ca khúc có tên gọi Chuyện Tình Nhà Thơ, tiếng hát của Thu Nga đã dành tặng cho chú rể và cô dâu. Và kính thưa quý vị, trong giây phút này thì chúng ta đã nhận thấy một món quà cũng vô cùng thiêng liêng, một món quà quý giá muốn dành tặng cho chú rể và cô dâu, một tiết mục văn nghệ trên sân khấu Chuyện Cô Dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, đó là Dượng Chị sẽ có món quà là những vần thơ dành tặng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời Dượng. Toàn thể hốt trường, vợ chồng là đào tớ lương, khi giận dứt mắng, khi thương ngạo nùng, tuổi xuân đương độ hào hùng, vui mừng duyên mới vui cùng đối bên. Tối qua tay mẹ kề bên, tối nay đầu đã gối lên tay chồng, trăm năm hạnh phúc mặn nồng, răng long tóc bạc lưng còng vẫn yêu. Sinh con không được đẻ nhiều, một đến hai đứa là vừa chỉ tiêu. Để nuôi con khỏe dạy con ngoan, vợ hiền dấu thạo lỗ toan mọi đường, bao giờ tóc cháu bạc xương, mà đường ứng sự chẳng nhường cho ai. Trăm năm đã nát vàng phai, thủy chung dự tròn trong ngoài lòng son. Cháu rằng vì nghĩa chồng con, chân bùn tái lẫm vẫn giòn lời cá. Người ta thì hoa hậu quốc gia, cháu là hoa hậu trong nhà của ta. Kính chúc nội ngoại thông gia, bà con hai họ chúng ta vui mừng. Kính chúc toàn thể hôn trường, một lời cảm tạ, nhiều lời cảm ơn. Vâng, và kính thưa quý vị, song song với những ca khúc truyền tải qua đề tài tình yêu, thì những vần thơ của Dường Chị lúc nãy là những món quà vô giá nhất. Đó là những lời chỉ bảo mà rất mong chú rể và cô dâu luôn khắc sâu trong trái tim tuổi trẻ của mình, để rồi nguyện hứa và nguyện sống, sống như thế nào cho tốt đời đẹp đạo, và sống như thế nào cho xứng đáng dâu hiền quanh năm vui lòng mẹ, và dễ thảo bốn mùa đẹp ý cha. Một lần nữa xin được thay lời đôi bạn trẻ Tuấn Vũ và Phương Thảo, hai cháu xin cảm ơn tình cảm chân thành của Dượng. Chúc cho Dượng luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu sống khỏe bên con đàn cháu đông. Xin cảm ơn Dượng rất nhiều. Và với âm hưởng của những vần thơ mà Dượng vừa dành tặng chúc phúc cho chú rể cô dâu, thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mong và kính mời một quý đại diện của hai gia đình sẽ trở về với hai con để có lời cảm ơn từ tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Tổ chức, kính thưa hai họ, hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cho phép hai gia đình hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Tuấn Vũ và Phương Thảo. Lời đầu tiên cho tôi gửi tới là toàn thể là hôn trường sức khỏe và lời chào kính trọng. Chúc cho là hai cháu trăm năm hạnh phúc, nêu cao tinh thần là dâu hiền rể thảo, để xứng đáng là một dâu hiền rể thảo, cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình, một gia đình là hạnh phúc và đại hạnh phúc. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn là họ ngoại đã bớt rút thời gian vàng ngọc, vượt nắng thắng mưa đưa rước dâu về giao cho hồn hồi, là tôi xin thành chân thành cảm ơn. Cuối lễ thì ngày lễ hôm nay được sự chứng kiến của các ông bà cha mẹ, các bạn thanh niên nam nữ hai bên nội ngoại là một niềm hạnh phúc của hai cháu cũng như hai gia đình và hai họ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và cuối lễ thì gia đình có chén rượu mừng hạnh phúc, xin mời toàn thể hôn trường chúng ta ở lại uống chén rượu mừng hạnh phúc của đôi tân hôn. Tôi xin hết. Vâng, và kính thưa quý vị, thật đúng là dây chầu mà quấn thân câu để cho hai họ yêu nhau suốt đời. Ban tổ chức tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành sắc tới lời phát biểu chân thành của quý đại diện cao tuổi đã trở về sân khấu đại diện cho hai họ phát biểu giao dâu và nhận dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay lời chú rể và cô dâu xin được cảm ơn bác rất nhiều.
Và kính thưa quý vị, trở lại với sân khấu ca nhạc của Chú Rể và Cô Dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ được chào đón và làm quen với một món quà được yêu cầu nhiều nhất, được nhận 100 phiếu bình chọn trở về sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay để thể hiện ca khúc của mình. Đó là tiếng hát đến từ Người Đẹp. O Hợi, trân trọng kính mời. Vị đại biểu thưa hai họ, mà nhất là hồ ngoại cho phép tôi cũng có thể là tặng hai cháu một món quà rất lớn, to cả bầu trời luôn. Mà đúng là cả một trời yêu. Mong sao mà hai cháu cũng đừng nghĩ là ông không có vàng, mà ô mà trông cho hai cháu thật hạnh phúc, bách niên giai lão, thật là dấu hiền về thảo. Thì ô xin hát, nếu như được phép thì nhiều bài, nhưng mà có lẽ là một bài ô hát bài Về Quê. Cô dâu một bầu trời hạnh phúc và những làn điệu dân ca, và đặc biệt là có quê hương, có hình bóng triền đê, bờ tre, gốc đa là những tình cảm mà cô Hợi dành tặng cho tất cả chúng ta qua những giai điệu ngọt ngào đó. Thì chúng tôi nhận thấy rằng chú rể cô dâu trao cho nhau ánh mắt cũng như vần thơ. Chú rể thì nói với cô dâu rằng lần đầu anh ghé môi hôn giữa trưa cuồng nhiệt em còn nhớ không. Cô dâu thì bảo với chú rể rằng nụ hôn ngày ấy quá ngây thơ, nụ hôn em muốn là bây giờ anh ơi. Đó là chú rể và cô dâu nói. Còn tất cả quý vị có đồng ý với nụ hôn chú rể cô dâu trao cho ngay nhau ngay bây giờ phút này không ạ? Vâng, và kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể hội trường, có lẽ là để đến một ngày mà chú rể và cô dâu con thuyền tình cập đến bến bờ vinh quang, bến bờ của hạnh phúc, thì chú rể và cô dâu chúng ta đã có vô vàn câu chuyện tình yêu đôi lứa mà hai bạn đã từng kể cho nhau. Và tới giờ phút này thì có lẽ cho phép tôi xin được hỏi chú rể một tí là từ ngày yêu cô dâu Phương Thảo tới giờ, không biết là anh Tuấn Vũ, vâng, liên khúc Tuấn Vũ đã yêu Phương Thảo như thế nào và đã hôn cô dâu Phương Thảo lần nào chưa? Rồi ạ. Không rồi. Vậy thì trong buổi trưa ngày hôm nay, tất cả quý vị, đặc biệt là quý vị các bạn trẻ,
Và trong cái điều này, đây cũng là một hành động tế nhị. Chúng tôi cũng rất mong tất cả các quý ông, quý bà, quý cụ, quý mẹ lưỡng thứ cho thanh niên, cho tuổi trẻ. Không biết là quý vị các bạn trẻ ngồi dưới có thích được ngắm nhìn và được giơ những chiếc điện thoại của mình xinh xắn để ghi lại khoảnh khắc đẹp tươi nhất, khoảnh khắc thiêng liêng trọng đại nhất mà chú rể và cô dâu sẽ thể hiện và trao tặng cho quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, không ạ? Nếu quý vị đồng ý thì quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn chú rể và cô dâu chúng ta hãy cùng từ từ nắm tay nhau đứng dậy. Và để cho cô dâu và chú rể chúng ta không mắc cỡ, quý vị chúng ta ngồi dưới hãy chuẩn bị đồng lòng. Và chúng ta sẽ cùng đếm 3, 2, 1 nha quý vị. Nào, chúng ta hãy chuẩn bị đếm nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Và kính thưa tất cả quý vị, nụ hôn ngọt ngào này cũng là lúc cho các vị đồng đội lên cùng khép lại chương trình nghe nhạc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu tại đây. Và bây giờ xin chào, mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy cùng nắm tay nhau rời lễ đài của hạnh phúc. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể hội trường.